Tuyển tập những video tâm trạng hay trên TikTok. Chìa khóa cho một mối quan hệ lâu dài không nằm ở việc tìm đúng người để yêu, mà là học cách yêu người chúng ta đã chọn. Đàn ông giàu có nhất chính là sự tử tế chứ không phải là tiền bạc vật chất. Phụ nữ xinh đẹp nhất chính là cái mà họ cho đi chứ không phải là vẻ bề ngoài. Bạn tin không? Một chàng trai dẫn bạn về ra mắt gia đình, ngủ bị gối đỏ lên cánh tay đến tê dại. Cả đêm thì vẫn không nỡ kéo ra. Nhưng mà anh ấy không hề yêu bạn. Trong tình cảm, một người có thể dễ dàng từ bỏ bạn chứng tỏ anh ta không hề yêu bạn. Bất luận biểu hiện của anh ta có không nỡ đến thế nào, vương vấn đau khổ ra sao, chỉ cần dễ dàng buông tay thì người đó nhất định không yêu bạn. Vì điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là không từ bỏ. Trở ngại, tai nạn, bệnh tật hay đau khổ đều không khiến bạn từ bỏ tình yêu. Không rời không buông mới là tình yêu đích thực. Mình không hỏi, cộng người không nói bằng khoảng cách. Mình hỏi rồi, người không trả lời bằng rời xa. Mình hỏi, người trả lời bằng tôn trọng. Mình muốn hỏi, người muốn nói bằng thấu hiểu nhau. Mình chưa hỏi, người đã nói, đấy là tín nhiệm. Đức Phật đã dạy rằng, đôi khi trở nên tử tế sẽ tốt hơn là trở nên đúng đắn. Chúng ta không cần đến một đầu óc thông minh để nói, mà cần một trái tim kiên nhẫn biết lắng nghe. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Bạn nghèo vẫn có người ở bên, đó chính là hạnh phúc. Bạn ốm có người chăm sóc, đó chính là hạnh phúc. Bạn lạnh có người ôm lấy, đó chính là hạnh phúc. Bạn khóc có người an ủi, đó chính là hạnh phúc. Bạn già rồi vẫn có người bầu bạn, đó chính là hạnh phúc. Tất cả sự phù hợp đều là do hai người nhường nhịn lẫn nhau và cùng thay đổi. Không có ai trời sinh đã hợp cả. Hai người cùng nhau nỗ lực hướng đến mục tiêu chung, đó mới là tình yêu tuyệt vời nhất. Tôi thích nhất một câu nói: anh không biết em thích gì cả, nên anh cho em tất cả. Tiền của chúng ta em giữ. Hành động mà tôi thích nhất là để anh lo. Chẳng có gì gọi là người thích hợp cả, đều là do mỗi người nhường nhịn và thay đổi. Tính tình em không tốt, anh không chê là tốt lắm rồi. Anh cũng không cần quá nhiều hoàn hảo, em thích là được rồi. Quãng đời còn lại đều là dành cho nhau, đấy mới là tình yêu tuyệt vời nhất. Đầy đủ sự bao dung mới có thể lâu dài được. Muốn đi cùng nhau cả đời, ta cần nhiều hơn cả một tình yêu. Sự tử tế của đàn ông kiến tạo nên một người phụ nữ hạnh phúc. Sự lừa lọc và văn vở chỉ tạo thành một người phụ nữ đa nghi. Khoảnh khắc khiến bạn nhận ra rằng thật sự bạn đã yêu sai người rồi. Bạn chẳng còn mong chờ gì ở tình yêu này nữa. Yêu một người là một khoảnh khắc, nhưng để ở bên một người lại là cả một quá trình dài cất công tìm hiểu, dung hòa, thay đổi, nhường nhịn và cố gắng vì nhau. Bởi vậy, nếu có gặp một người khiến mình rất là thích và may sao họ cũng có cảm tình với mình, thì ai ơi, xin đừng vội yêu. Bởi vì nếu thực sự là của nhau, ta sẽ không cần vội vã.